Về quê em dẫu xa nhưng mà vui ghê, ước mơ từ lâu nắm tay ta cùng nhau về. Audio 2 xin chào cả nhà. Rất vinh dự khi chúng ta lại được gặp nhau. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến một mẫu loa karaoke sắp tay. Và nó lai luôn, nó kéo luôn. Thấy nè, có cái tay kéo như vậy ha. Để gọn xuống thôi. Ưng thì chúng ta kéo, ưng thì chúng ta sắp. Một mẫu loa mang thương hiệu Oric với model là 788A, bass 2 tấc, được làm bằng nhựa. Và chúng ta sẽ thấy là mẫu loa này phù hợp cho những ai mà chúng ta thích chơi công suất lớn ngoài trời, và phù hợp cho những ai mà thường hay sử dụng để chúng ta có thể là bán hàng, phát thanh, truyền thông hay là hoạt động đội nhóm, đi du lịch, đi picnic theo nhóm. Bây giờ thì mình sẽ phân tích sơ qua cho chúng ta thấy về cái bảng bao mặt. Thì nó có các cái nút cơ bản, và ở đây thì có nút nguồn, cộng cắm guitar, nút chỉnh mic vô, không có gì quá đặc biệt ha. Mic bass, mic check. Bây giờ thì chúng ta sẽ thử hát karaoke. Mẫu này thì có hai micro, được làm bằng nhựa, sơn cũng khá là đẹp nha. So với cái tầm giá mà 1,5 triệu thì mẫu này như vậy ok, mic đẹp. Mình sẽ hát karaoke với ca khúc là Chuyện tình không dị vãng, để chúng ta cảm nhận xem chất âm là như thế nào và có xứng đáng hay không. Hiện tại thì mình đã kết nối và mình sẽ mở nhạc lên nha. Alo 1 2. Alo. Alo 1 2 3 4. Alo. Alo 1 2. Tôi mãi chưa quên mùa sim năm ấy, mùa sim ngày đó hai đứa quen nhau, mùa sim ở chốn quê xa, mùa sim còn mãi trong ta, mùa sim quê hương đẹp quá. Một chung xin tin về quê em dẫu xa nhưng mà dù ghê,
mà từ lâu nắm tay ta cùng nhau đi. Về quê em nhớ ôi sao mà vui thế, dược pha qua sông cây cây rộng ràng khói chê. Vườn nhà em trái cây thơm ngọt sông xuê, bóng cây giờ xanh má che con đường ta về. Nhìn dòng sông nước dâng cao tràn mặt mẹ. Sau khi mà Tâm Việt thử qua mẫu loa này thì cả nhà có cảm nhận như thế nào? Đừng quên bình luận xuống bên dưới ý kiến của mình để xem ai sẽ có góc nhìn phân tích tốt nhất. Đừng quên khi mua hàng tại Tâm Việt chúng ta sẽ có được những ưu đãi cực kỳ khác biệt so với bên ngoài thị trường. Đầu tiên, sản phẩm sẽ được bao thu cũ đổi mới trọn đời, nghĩa là mua về khi nào cảm thấy chán rồi cứ mang đến Tâm Việt sẽ đổi. Số 2, sản phẩm tại Tâm Việt luôn được kiểm tra kỹ càng cả về ngoại hình lẫn chất lượng âm thanh nhằm hạn chế tối đa lỗi kỹ thuật của nhà sản xuất trước khi đưa đến tay khách hàng. Vấn đề số 3, sản phẩm bao đổi sẽ mới trong vòng 30 ngày mà không quan tâm lý do là gì. Vấn đề thứ tư, cam kết bảo hành đúng với thời hạn, nhiệt tình kể cả trước và sau khi mua. Hết bảo hành vẫn hỗ trợ sửa chữa, và bất kỳ khách quý nào phát sinh bảo hành ở xa không nhất thiết phải gửi lo lên Tâm Việt. Tâm Việt sẽ gọi điện và gửi thẳng linh kiện xuống hỗ trợ luôn. Cuối cùng, sản phẩm tại Tâm Việt luôn là chính hãng. Bất kỳ khách quý nào phát hiện Tâm Việt nói xạo sẽ được tặng ngay 20 triệu đồng tiền mặt. Cảm ơn cả nhà, đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để chúng ta cập nhật vào những video tuyệt vời sắp tới. Bye bye, hẹn gặp lại. Truy cập bằng điện thoại, truy cập bằng máy tính, truy cập web chuyên gia, truy cập website đại diện uy tín.